Cứ mỗi mùa đại lễ hàng năm thì Tô Phật Quang lại mừng vui chào đón hàng vạn người con Phật từ khắp nơi về tham dự. Càng đặc biệt hơn, vào ngày 16 đến ngày 18 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm Quý Mão, thì Tô Phật Quang long trọng tổ chức đại lễ Phật thành đạo vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa. Đây cũng là đại lễ quan trọng nhất của Phật giáo, kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chứng thành Phật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, khai sinh ra đạo Phật. Để tạo nên một đại lễ thành công, chính là nhờ có sự gia hộ nhiệm màu của Đức Phật, sự chỉ bảo đúng đắn của sư phụ, quý thầy cô, sự quan tâm hướng dẫn tận tình của các cô chú đạo tràng và không thể thiếu những đôi tay nhỏ bé của các bạn thanh niên sinh viên. Mỗi mùa đại lễ, khoảng 5.000 tình nguyện viên mang theo mình bao nhiệt huyết về tham gia công quả, cống hiến phụng sự. Các bạn sẽ được phân vào các ban như ban hướng dẫn, ban tri khách, ban hành đường, ban thị giả, ban truyền thông, ban nhân sự, vân vân. Mỗi ban được phân chia theo từng nhiệm vụ chuyên môn rõ ràng, giúp cho người về dự lễ được thoải mái, thuận tiện, dễ chịu, từ đó tăng trưởng được đạo tâm, khởi lên được lòng tôn kính Đức Phật. Đạo tràng, hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang và các tấm lòng mạnh thường quân đã luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để các bạn thanh niên có cơ hội về tham dự và công quả đại lễ bằng cách tổ chức những chuyến xe phụng sự, chuyến xe mang theo những trái tim vàng son hướng về phần Thái Dương giác ngộ. Nay, hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang ngưỡng mong kêu gọi quý Phật tử, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước hãy cùng chung tay, hỗ trợ để tiếp thêm nhiên liệu cho những chuyến xe yêu thương này.